trên tay mình đang cầm đó là bộ soy protein giúp cho các bạn là tăng cơ, đốt mỡ, giảm cân. Hộp này là giá 240.000, các bạn có thể dùng từ 30 cho đến 35 lần nha các bạn. Các bạn mua thì hãy ủng hộ ngay cho mình qua fanpage, số điện thoại cũng như là website của mình ha. Còn đây là bộ ngũ cốc tăng cân tăng cơ, một hộp là 199.000. Các bạn cũng mua thì hãy ủng hộ cho mình nha.